Chiều mùng 3 tháng 4 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết kết luận của Trung ương. Tham dự hội nghị có Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đại biểu lãnh đạo cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Tại hội nghị, ban tổ chức đã công bố quyết định thành lập ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết về chiến lược quốc phòng, kết luận về chiến lược quân sự Việt Nam, Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, nghị quyết về bảo vệ biên giới quốc gia của Trung ương do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương làm trưởng ban chỉ đạo. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất nội dung sơ kết của từng nghị quyết kết luận, tập trung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết kết luận, đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện, từ đó rút kinh nghiệm, chỉ ra các hạn chế, nguyên nhân và phương hướng trong thời gian tới. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, ban chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị trong xây dựng soạn thảo báo cáo tổng kết thực hiện các nghị quyết kết luận. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cường nhấn mạnh, tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết kết luận của Trung ương nhằm đánh giá những ưu điểm, kết quả nổi bật, hạn chế khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, qua đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện các nghị quyết kết luận của Trung ương trong thời gian tới. Thượng tướng Nguyễn Tân Cường yêu cầu các thành viên trong ban chỉ đạo, thành viên trong các tổ soạn thảo văn bản nỗ lực hoàn thành công việc được giao trên tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao nhất tổ chức sơ kết cần bám sát các quan điểm mục tiêu nhiệm vụ giải pháp của các nghị quyết kết luận bảo đảm nghiêm túc thực chất đúng đối tượng sát chức năng nhiệm vụ từng cơ quan đơn vị và địa phương